về tham dự hội thi với chúng ta hôm nay. Xin được trân trọng giới thầy Hà Hồng Phong, phó hiệu trưởng nhà trường. Sau đây thay mặt ban tổ chức xin được tuyên truyền về chất thải rắn. Phần thứ hai, mỗi lớp chỉ cử một học sinh dự thi. Học sinh phải tiến trình giới thiệu ban giám khảo. Thứ nhất, cô Đoàn Thị vẽ một bức tranh trong thời gian là 15 phút trên bộ giấy. Phải ghi họ tên, lớp và ghi ngắn gọn lời. Lớp 8A1 sẵn sàng chưa? Các em vẽ vào cái mặt có đánh dấu đỏ và có ghi nhãn. Chúng ta đã trải qua khoảng 2 phần. Vâng, và quan sát ở cái đội dự thi, thầy thấy đã có bạn bắt đầu ghi phần của mình và ghi vào phần phía sau của tờ giấy vẽ. Phần rác này ban tổ chức chúng ta đã chuẩn bị trên và có hai cái giỏ, một giỏ là để lớp 8A5 40 39 và lớp nào muốn cổ vũ cho đội của mình á? Ba, xin mời. Trong cuộc sống đó là và việc cục 375 có thể phân hủy được. Vì vậy đội chúng em đã quả rất lớn. Vì vậy hãy chúng ta cắt bằng giữ lấy màu xanh của trái đất, giữ lấy bầu không khí trong lành, chính là giữ lấy tính mạng của cây cối. Bộ trang phục rất ấn tượng. Với chất liệu là áo mưa, các tờ báo cũ, các nhà thiết kế của chúng ta đã làm nên một trang phục rất đẹp mắt và rất ấn tượng. Vâng, với các chất liệu như báo cũ, áo mưa, chai nhựa và các cái bia. Với chất liệu là các bình 15 cũ, đĩa nhựa. Chiếc áo màu hồng làm từ áo mưa cũng đến từ lớp 83. Người mẫu Ngô Thái Sơn sẽ trình diễn trang phục áo giáp xanh. Trang phục được làm từ các tàu phim cũ, cứng cấp, chắc chắn như tấm áo giáp bảo vệ các chiến binh. Trái đất thân yêu của chúng ta cũng rất cần được bảo vệ bởi tấm áo giáp xanh, đó là những cánh rừng tươi xanh. Vâng, với chất liệu phì ni lông và cát lâu, cái sự khéo léo sáng tạo đã cho ra bức phục rất. Vâng, với chất liệu là áo mưa cũ và những tờ báo cũ,
với sự khéo léo của các nhà thiết kế, chúng ta đã thấy một trang phục rất ấn tượng, rất cũ. Và chúng ta đã thấy trên sàn diễn bây giờ là một trang phục rất là dễ thương. Và tiếp theo, người mẫu Đồng Chelsea sẽ trình diễn trang phục rất kia thời gian. Vâng, trong đây các nhà khoa học đang nghiên cứu. Vâng, xin quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo cùng. Vâng, xin cảm ơn các người mẫu đã tham gia trình diễn những bộ thời trang rất đẹp, rất ấn tượng. Vâng, với những thiên tài và hiệp sĩ này thì hy vọng ở trái đất của chúng ta sẽ được coi là không sử dụng được nữa. Với sự khéo léo thì chúng ta đã có những bộ trang phục, một cặp đôi rất hoàn hảo với những trang phục rất ấn tượng.